Anh nhìn anh đẹp trai quá. Trời ơi, lâu lắm anh mới được người khen đó nha. Gia đình em nói là sau này phải tìm một cái người cao hơn em, bởi vì em là được mệnh danh là gì già gì lùng gì xấu gì vô duyên đó anh. Gì già gì lùng gì xấu gì vô duyên đó anh. Mình cũng buồn mà cái nhà ta đụng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Rồi bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bây giờ bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Đình Phi. Sinh 79, em là làm nhân viên kinh doanh về Nha Trang. Nha Trang vào đây luôn hay sao? Dạ em mới bay hôm hôm. Ủa vậy đó hả? Kinh doanh về gì? Em kinh doanh hóa chất. À rồi. Phi sinh năm 79, kinh doanh hóa chất đến từ Khánh Hòa. Dạ rồi, còn bạn nữ của mình bên đây thì như thế nào ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh năm 1984. Nguyễn Thị Ngọc Lan xin chào Nguyễn Thị Ngọc Yến. Hiện tại thì mình đang công tác ở đâu vậy chị? Dạ em đang công tác ở bệnh viện da Vidamatis đó chị. Là ở Sài Gòn? Dạ ở Sài Gòn. Nhà trai này đi từ Khánh Hòa vào đây đó. Dạ. Thành ra lấy vợ về đó là em chắc là phải về làm dâu ngoài Khánh Hòa đúng không? Dạ em không có làm dâu. Không có làm dâu? Dạ em ở riêng. Ở riêng luôn? Nhà riêng luôn? Dạ. Đó, thông báo cho nhà gái biết nha. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu gì mình khoe nhà gái cái coi. Em thì em cũng biết nấu ăn. Giám đốc biết nấu ăn luôn? Biết chứ, từ ra riêng có mình phải nấu ăn chứ không ai nấu ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà dạ, trước giờ nấu một mình ăn thì nó khác nha. Còn bây giờ nấu tới hai mình ăn thì nó khác đó. Đúng rồi đó. Em dạ không thể... sao đâu, em chịu ăn lắm. À vậy. Em có thể nấu được cái đám giỗ được 30-40 người được mà. Wow. Đúng vậy đó hả? Dạ, tại vì có đi quá dữ. À, em có đi học mà. Đi học nấu ăn luôn hả? Học nấu ăn. Ờ giỏi vậy ta. Nhậu em có nhậu, hút thuốc em cũng có hút. Rồi. Nhậu thì uống một lon hai lon gì tiếp khách thôi chứ còn thuốc thì em hút. Vậy khỏe, có khuyết điểm gì không? Tính thì cũng nóng như nóng là tự động là đi không đổ về thôi nhé. Vô được, nóng bỏ đi được. Chị nóng lên là chỉ bỏ đi thôi hả anh? Hay là mình có làm gì nữa không? Thì bỏ đi qua công ty làm xong đổi về lại. Tức là mình nóng rồi chưa bao giờ mình động thủ đúng không? Không có đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Yến, giờ là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ em có cái ưu điểm là em hát cũng được, cũng vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Có đôi lúc thì em sẽ hơi tưng tưng xíu. Cuộc sống giờ nó áp lực nhiều, tưng tưng nó cũng vui em. Tưng cỡ Lan không? Chứ Lan là Lan tưng là phải Lan thấy Lan vô đấu gì đó. Chắc em bằng hơn nửa chị. À. Nói chứ cuộc sống mà mình phải có những lúc như vậy ấy, thì nó mới vui. Nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà bên ấy. Em cũng sẽ đi đâu đó cho mình hạ cái cơn giận của mình xuống. Mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa, hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con? Thôi để anh đi em nhà giữ con. Thôi để anh đi em nhà giữ con. Đó vậy thì được, nó phải mở lời vậy mới được chứ. Chứ em đi anh cũng đi nữa, con chắc bó tay luôn á. Đúng rồi. Sáng hay mình thuê người vú đi Linh. Biết đâu mình thuê được bà vú. Thuê được nhá, để mình thuê người giữ. Nếu mà có vú thì càng tuyệt vời hơn chứ anh. Đúng rồi. Chứ ai cũng la làm hết mà, chứ để xong người nào vũ chăm tốt hơn. Đúng rồi. À, nhà gái cho biết cái đường tình duyên của bên đó là sao? Em thì em trải qua 3 mối tình ạ. Nhưng mà cũng không đi tới đâu. Mình chỉ nhấn mạnh cái mối tình nào mà nó khắc cốt ghi tâm với mình, nó làm mình đau khổ nhất. Mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là cái mối tình gần đây. Thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ, hai tụi em có cảm xúc, cảm giác với nhau, nhưng mà anh đó thì có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á, nên em tự động em rút luôn. Còn nhà trai mình có mấy mối tình? Hồi nhỏ em có một mối tình rồi, xong sẵn rồi bố mẹ kêu là cưới luôn, xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái không có cháu rồi, xong cháu cũng theo mẹ luôn. Em cưới nhau cũng được 12 năm á. Vậy con em đi là chuẩn bị vô đại học. 12 năm mà chắc căng thẳng lắm mới đi chia tay nha. Cũng thương con cũng kéo dài chứ không, 4-5 năm ly thân á. Nhưng mà em cảm giác em có lỗi gì trong cái mối tình đó không? Trong cái cuộc hôn nhân đó không? Chắc người ta nghe lời mẹ, nghe lời chị bên nước ngoài xong cái là làm giấy tờ cái đi thử đi chơi đi không? Chơi rồi đi xong đi 6 tháng rồi bắt đầu đi về cái rồi trong cái về em thấy cái vậy em nghe lời với gia đình của em cũng không mấy luôn. Chủ động chia tay là người đó chứ không phải là em đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như em muốn coi leo léo là kéo lại cho con mà lon được thôi để đi luôn. Câu chuyện bên kia nó buồn quá rồi, giờ mình đổi không khí đi. Đúng rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng nào em gái? Không có biết hút thuốc. Không hút thuốc? Dạ. Hôm nay không có. Trời em gái. Trời anh nhìn anh đẹp trai quá. Trời ơi,
lâu lắm anh mới được người khen đó nha. Hồi nãy em cũng em ra em thấy chị Ngọc Lan rồi, cái là em định khen rồi nhưng mà chương trình dậm quá em quên. Quên. Dạ, chị Ngọc Lan dễ thương hơn. Bây giờ mới lần đầu tiên em khen anh đẹp trai đó. Em thấy ai cũng nói anh hai lúa hết trơn. Ôi anh đẹp trong lòng em. Cảm ơn em. À, ngoài hút thuốc đây được rồi đó. Rồi còn gì nữa không? Dạ phải biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật ra là em bị thu hút bởi cái mỗi người đàn ông mà có thể đứng vô bếp nấu ăn rồi em mình. Bên đây nấu cả cái đám giỗ luôn. Đám giỗ 12 mâm. Ừ. Dạ em bị cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm. Vậy là đây dễ dụ luôn nè. Chỉ còn có đứng nấu ăn là được rồi. Dạ còn đúng gì rồi. Nữa không? À, bạn trai phải biết quan tâm chăm sóc. Nhiều khi là em cũng hay bận lắm tại vì em làm tới 2-3 chốt lận cho nên là có đôi lúc đó hả con gái hơi yếu lòng, mặc dù là bên ngoài bạo lực vậy đó nhưng mà bên trong mềm yếu lắm. Mà những lúc như vậy là em rất là cần một cái người có cái vòng tay. Đây người này đây. Người con gái rất là bản lĩnh, rất xinh đẹp, rất năng động, coi như rất là cá tính nhưng đôi khi rất là yếu mềm, thường khóc đêm một mình, thường cảm giác mình cô đơn trống trải. Chị em mà anh hả? Sao chị em ruột mà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đúng rồi. Đấy, một tức người giống vậy đó. Dạ. Thật ra cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ tức là họ đang càng chứng tỏ họ không phải là người yếu đuối. Đúng rồi. Thế như gia đình em nói là sau này phải tìm một cái người cao hơn em, bởi vì em là được mệnh danh là chị già gì lùng gì xấu gì vô duyên đó. Chị già gì lùng gì xấu gì vô duyên đó. Cho nên là em phải tìm một người là phải cao hơn em để mà em củng cố đời con em, hy sinh đời em. Em cao mét mấy? Dạ mét rưỡi. Chị sao chứ em thấy chị có xấu đâu, chị dễ thương chứ. Để em đi qua em coi coi bên đó đúng rồi, sao nó nấu được cái đám giỗ ngon lắm. Dạ em chào anh. Dạ. Hả, được chưa? Được chị ơi, em thấy bên đây là ngon lành, phù hợp tiêu chí của chị đó. Theo như cái cuộc hôn nhân đầu của anh á, là anh hơi bị thiếu cái sự quan tâm bởi vì công việc của mình nhiều quá. Mà hiện tại thì em thấy chị bên kia cũng công việc cũng khá nhiều á. Bây giờ nếu như mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì anh sẽ cải thiện cái vấn đề thời gian của mình nó như thế nào? Tại vì đó cũng là một trong những nguyên nhân để quan tâm đó mà. Còn tới già nữa chứ, con cái chăm nữa chứ. Chứ giờ không quan tâm nữa chắc ở mình luôn rồi. Anh hỏi về làm an tâm rồi đó. An tâm chưa? Dạ. Chắc lắm là giỏi lắm á. Dạ, nãy giờ hơi lo. Đúng. Thôi đi về. Được chưa? Dạ, về, được. Về với chị em, về với em. Dạ. Về với em chị. Được, 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 bên kia ngon. Ok. Đó. Bây giờ thì em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích thì hiền hòa, quan tâm nhau là được rồi. Quan tâm nhau được rồi. Chăm sóc cho nhau được rồi. Em thích người ốm. Chết rồi chị, em mới lên ký hôn dịch chứ. Không sao, mình xuống cân được. Em trai đi với ai? Bạn em. Em trai. Em thấy bạn gái tương lai của bạn em được không? Anh chị ấy rất vui vẻ. Em nghĩ là anh cũng nên cho chị cho bản thân anh cơ hội đi. Để quen chị chứ. Anh cứ dạy hoài thì gặp em nhiều lúc cũng hai anh em buồn lắm á. Chụp có hai người đàn ông hoài cũng chán hả? Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ chị bạn em. Dạ xin chào anh Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em cũng có nhận xét là thấy anh trai bên này á, là ảnh cũng hiền, người chuyển chạc mà có kinh nghiệm nha. Đặc biệt cũng biết nấu ăn, bạn em thích ăn. Và cũng mong là hai bạn có thể làm đúng với nhau được. Dạ, rồi, em cảm ơn. Okay. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Ok, bây giờ mở màn nha. Đúng rồi, mở màn đi chứ. Mình thấy hai bạn này là tiến phù hợp nhau lắm. Mặt coi nói sao, mở rào. Anh đến chương trình cái quà anh tặng em. Dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em cũng có quà tặng cho chị luôn. Trời ơi, chú thương vợ. Em gửi kỳ trung đẹp ngon. Trời ơi, cảm ơn nha. Ta cũng làm hết á. Em gửi anh. Cảm ơn. Tự tay em làm nha. Trời ơi. Em cũng có quà cho anh luôn. Dễ thương lắm á. Cảm ơn nha. Vợ quá chui. Trời ơi. Móc khóa. Mở ra coi nó hợp không? Tự tay em làm á anh. Đẹp em. Tấm lòng của em trong đó đó. Tiêu đẹp á, giỏi. Đó. À, đầu tiên mình hát tặng nhau bài Lấy Cảm Tình đi đồng chí giám đốc. Tên xin em hát bản là Thảo Ban Đầu. Anh gọi mấy hát em nghe nha. Dạ.
tình yêu qua cánh bay xa. Bay xa, xa. Thương em người gái quê, tình chẳng trong như những hạt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao cái dài khờ. Em ơi, một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Yeah, yeah. Không duyên phần với nhau, hàng kiếp sau ta sẽ chung tình. Chung tình mãi lên. Mang em về chốn xa, đèn kết hoa văng lối người qua. Anh quay về nếu xưa, tiền chút hương xưa ấm linh hồn. Trong bữa đời hắn yêu, tình vẫn rêu anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lưng văng em về dân. Về dân. Được, rồi. Cũng được đó, có duyên bộ, thế tự tin lắm chứ bộ. Yến ơi, người ta tặng mình một bài hát rồi, bây giờ mình có tặng lại người ta cái gì không? Chắc em cũng hát. Bây giờ hát đi, hai người vừa nhau vừa hát vừa khiêu vũ thế nào? À, anh đỡ chở được không anh? Cho em ra đây đi. Em tự tin nè. Rồi, nắm tay nhau vừa vô ôm vô. Khiêu vũ sao? Dạ không biết khiêu vũ. Thì anh hát đi, tự người ta nhiều. Em không biết bạn hát ra cái bạn gì mà để khiêu vũ. Em hát thử coi, hát thử câu coi. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô. Cùng quanh bao năm không buông mà. Rồi ok, ôm vô bắt đầu. Rồi. Quên mất tiêu. Thuyền anh đi xa bờ thì em đứng dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh luôn yêu em như đó. Anh chưa qua em xem qua. Ôi vậy anh. Em nghĩ tôi kết chứ sao lại em nghĩ tự nhiên. Còn em xem anh như trang ngọc ngà. Là từ gió như mây vàng. Mình phía dưới nơi nhà. Xuống nè. Do trần gian đã la. Đó là nơi anh là nhà. Anh khúc này lên cho em đứng được không? À đứng. Em trai ngoài anh quay nổi. Hai người này vui nè. Tự nhiên nè. Dạ, dạ em lên hát hát nha. Lâu lắm mới lên hát. Lên. Tự nhiên quên hết kia. Kiên qua thung lũng. Dạ 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 em nhớ. Như anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Đời khiến anh chẳng còn nhiều liên lưu. Em mong lòng mắt anh khô. Ta yêu say đúng. Cần thấy đâu là còn thương. Khi bão cứ rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày. Ngày gì ta? Tự nhiên quên mất. Hết muộn sầu. Hết muộn sầu. Giờ mới hết nè. Em chẳng thấy. Em về ngồi đi. Dạ em về cháu. Rồi hai người ngồi xuống đi. Em thấy anh có gia đình có một cháu thì em nghĩ sao? Hiện tại con anh có ở chung với anh không? Nói chung thì anh hiện giờ là anh cũng chăm cho một đứa cháu đi đại học. Thì nếu mà ấy thì lai giấy tờ cho đi nước ngoài với mẹ nó luôn. Còn không thì nó học như thế, học ở Sài Gòn cũng được. Tối ngủ mình cũng buồn mà cái nhà ta đùm lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Được, được á, được á. Em tiến tới em có thể nắm tay cô ấy. Bây giờ có thể ôm cái coi nó có mùi gì không. Thử đi nào. Đó. Ôm chặt vào. Thử xem. Hít vô, hít vô. Anh có mùi thơm thơm nhẹ. Được rồi. Hả? Thôi quá nè, bị đề sao. Thưa anh thì tới đây cũng là cái duyên. Thôi anh em mình bấm nút lên đó mà tìm hiểu thêm. Chứ anh cũng hiền khô biết nói gì giờ. Em thì cảm xúc của em nói rồi đó, em quý anh. Nhưng mà nếu như để có thể tiến xa hơn thì có lẽ là chúng ta nên bấm nút đi để tìm hiểu bên ngoài thêm. Trời ơi, cái cặp này là gấp dữ lắm rồi. Thôi cho bấm đi. Okay. Trời ơi, cái tiếng hơi ngồi bấm cũng dễ thương không? Bà này phải dễ thương thiệt đó chứ. Thôi, dễ gây thương nhớ lắm đó. Nào. Ta bấm nào, 1, 2, 3. Ủa bên kia có bấm vậy? Được rồi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó.
nhà trai tôi rất là hiền nha. Cô đừng có ăn hiếp nhà trai tôi nha. Em cũng hiền lắm, cũng hiền không à. Hiền thiệt. Hiền thiệt đúng không? Bây giờ đó là hát bài Merry Christmas. Đúng rồi, bữa nay là đêm Giáng sinh đó, mình hát đêm nay chúng bài. Ta sẽ cùng đi chơi Giáng sinh, cùng tìm hiểu với nhau. Dạ, vậy thì em xin hát bài Wish You a Merry Christmas. Ok. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Để ta lại, để ta lại, để ta lại, để ta lại, để sát vô. Đó, định nắm tay nhau, để đó luôn, để đó luôn. Chụp cái hình lưu niệm luôn. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, thấy chưa? Sao cho anh ngỡ nguyện đó.